nó có nó giải thích hết trong này là làm như thế nào, có dùng những cái sản phẩm, cái này dùng toàn là natural product và nó để như thế này đây, rất là đẹp. Cái sản phẩm này họ trưng ở đây đó để bán lẻ đó. Anh Hùng cho em hỏi anh những cái đồ bán lẻ này anh bán lời như thế nào? Nói chung á là cái bán lẻ này đó mình không để ý tới, nhưng mà mình kiếm tiền rất là sướng. Là tại vì tất cả những sản phẩm ở đây mình mua là mình dùng. Tại vì tiệm mình có làm facial thì đây là những cái gì của facial, rồi pedicure, những cái gì của pedicure mình làm, mình cứ mua mình trưng bày lên, rồi là mình vừa làm vừa bán thôi. Thì mỗi một cái sản phẩm trung bình như vậy đó là mình kiếm ít nhất là 10 triệu. Wow. Không tốn thêm tiền rent, không phải làm bất cứ một cái gì hết, chỉ để yên đây rồi mở cái tivi lên thôi. Đó, mình có mấy cái tivi đằng trước đó, là mình bỏ mấy cái UFP vô, là cứ như vậy. Là nhiều khi mình cứ nghĩ là mình đâu có giờ đâu mà bán, nhưng mình không cần nói gì hết, cứ khách ngồi đó là bắt đầu khách sẽ quát những cái tivi, mình chỉ mở nhạc thôi, mình không có cái gì để cho họ coi. Thì khi mà họ coi những cái tivi đó thì họ thấy những sản phẩm trong đó, rồi những cái resort mà người ta có đó, tới cái hỏi thì mình cũng thấy. Và sau khi anh dùng cái sản phẩm này là cái thu nhập của anh nó như thế nào anh? Tiệm của mình trước đây 3 năm là tổng số income của mình đó là 90% đến từ nail, chỉ có 10% đến từ pedicure. Tại tiệm mình nổi tiếng ở đây là không có pedicure. Sau khi mình đưa sản phẩm của công ty New Skin vô, mình nâng cấp cái pedicure mình lên đó. Mấy chị nhìn thấy rất là đơn giản và rất là sang trọng. Rồi thì từ khi mà mình có những cái sản phẩm này vô rồi cho tới ngày hôm nay á, là cái income, tổng số income trong tiệm của mình 40% đến từ pedicure, 60% đến nail. Cho nên là từ 10% income đến từ pedicure bây giờ là 40% đến từ pedicure. Wow, tuyệt vời ha. Nhưng mà anh có nghĩ là cái sản phẩm này nó có mắc không? Tại vì nó quá tốt, nhưng mà nó có mắc hay không? Đối với mình là sản phẩm này là rẻ chán luôn, không có gì mắc hết. Tại vì thật sự ra bây giờ supply thường cái gì bây giờ cũng lên giá hết, nhưng mà không có chất lượng. Sản phẩm ngày xưa mình mua về mình làm là mình làm thôi, mình không bán được. Giống như những cái gì mình mua cũng ga lên không, cho nên là mình không có bán. Nhưng mà giờ sản phẩm này là sản phẩm cao cấp, mình vừa làm và vừa bán, thì cái tiền retail mà mình kiếm được đó, nói ra đừng cười nha, sản phẩm xài free luôn. Em ngưỡng mộ anh chứ không cười, là bởi vì cái đó trước đây mình không nghĩ ra. Mình không nghĩ ra. Giống như ngày xưa, thí dụ giờ mình, ngày xưa mình mua 500 đồng tiền supply để mình làm pedicure thì mình mất cái 500 đó. Ngày hôm nay mình mua 500 đồng tiền supply cho pedicure, mình có thể bán lại đã 300-400 rồi, mà mình vẫn có sản phẩm mình làm. Wow. Đó. Cho nên vậy mà, mình lợi hơn cho nên là mình nhân xài kia cộng trừ là mình từ lợi cho tới lợi. Lợi hơn cái mình xài cái sản phẩm thường. Mà anh đưa học cho ý kiến nè. Khi mà khách nó mua thì về nhà nó làm rồi, nó đâu tới đây nó làm cho mình nữa. Dạ không con. Cái đó là một cái điều mà người việc kinh doanh tiệm nail của mình đó là một cái sai lầm lớn nhất mà nhìn ra. Tại vì khách đến thì khách mà họ đến tiệm nail của mình á, thứ nhất là sản phẩm của mình tốt, thứ hai nữa là cái service của mình. Thì khi cô mua sản phẩm về là cô chỉ tắm trên người của cô, hoặc là cô chỉ thoa trên người của cô, nhưng làm sao mà cô làm được cắt da, massage, cô làm toàn bộ cái pedicure. Người ta đến thì mình là người ta relax và người ta enjoy. Cho nên không bao giờ sản phẩm cứ bán thoải mái mà khách càng tới nhiều nữa. Tại vì khi người ta mua định bán bao nhiêu? Dạ 30 đồng. Cái bao bếp bơ đờ thì cho bán 35 đồng, nó tùy theo những khu vực nữa cô. Theo tiệm của cháu nha, cái kinh nghiệm nhưng mà của cháu khách mua này nhiều không? Dạ, rất là nhiều. Cô chỉ nói cái đơn giản như vậy thôi. Bà đến tiệm của tôi đó là mỗi 2 tuần, 3 tuần hoặc 4 tuần bà làm một cái pedicure. Thì không thể nào mà trong suốt một tháng đó bà có một cái chân hoàn hảo đó. Thì cái chân của bà, sản phẩm của tôi rất tốt, thì nó lát cho bà khoảng 1 tuần, 2 tuần. Còn những sản phẩm ngoài kia 1 ngày là đã hết rồi. Thì nếu mà in the between cái pedicure của bà cho tới cái pedicure tới, nếu mà bà có những sản phẩm này ở nhà để mà bà treatment á, thì bà always have a baby feet, like a happy feet. Wow. Thì khi mà người ta hiểu được như vậy rồi á, thì người ta always có cái chân đẹp. Và người ta đến, mình lại làm rất là đơn giản và rất là dễ. Ngày xưa những cái chân hôi, những chân thối, những cái chân mà nói xin lỗi á, rất là khó chịu để mà làm. Bây giờ không còn nữa. Tại vì cái sản phẩm này nó đã trị hết tất cả những cái đó. Cái ngâm chân của mình đó,
cái ngâm chân của mình đó là trị hết những cái mùi hôi, những cái mùi hôi chân. Làm dạ em có cúng em nhiều ở đó chị. Dạ tùy em, và em nói là tùy theo khu vực nhé. Ở đây của em đó là 40, 35 và cái rẻ nhất là 25. Em có bạn. À, em cảm ơn anh Hùng thật thật là nhiều luôn à, bởi vì đấy là những cái điều mà anh biết kinh doanh nail có những người hai mấy năm nhưng đôi lúc mình không có thấy được cái nguồn lợi này, bởi vì đó là lý do tại sao người ta nói là tiệm nail là nếu mà mình biết khai thác nó là trở thành một cái kho báo, chứ không phải đơn giản mình vô mình dũa xong mình đi về, nhưng mình còn làm nhiều việc khác nhau nữa. Mà cái này từ New Skin đưa cho anh hay là mình tự làm? Dạ mình có thể mua từ công ty. Từ công ty dạ, New Skin đưa hết các cô. Mà có một cái là khách hàng đó người ta rất là giống như người ta rất là sai đấy, là tại vì chưa bao giờ người ta đi làm pedicure mà người ta mua sản phẩm làm chân mà người ta về để người ta dùng trên người của người ta. Nhưng mà sản phẩm của mình đây là những cái sản phẩm ok mình nói vậy. Ví dụ như bây giờ mình nói cho đơn giản thôi là cái đồ này năm chân là mình là kêu bằng là mình quá sang rồi, khách của mình là nó quá được coi như là good benefit khi nó đến cái tiệm của mình. Tại cái này nó có 20 mấy chất cây lá herbal trong này, là cái công hiệu của nó đó là nó detox cái body của mình. Thì cái này là công ty mix tất cả những cái này là đều cho body hết chứ không phải là cho chân. Thì body là toàn bộ cái body mà mình ở tiệm mình dùng mình làm chân thì khách thấy quá thích thì người ta sẽ mua về người ta dùng cho body của ta. Cái này có thể trót mấy giọt vô cái bột tắm và nằm ngâm vị lá và nó sẽ detox cái body. Cho nên cái gì mình làm trong cái bộ bảy này của pedicure, cái gì mình làm mình cũng bán được hết. Và một cái nữa nha, bởi vì nó cứ nói hoài, bồn rất là sạch. Nếu mà mình so sánh á, mình làm cái sản phẩm này mình đã bây giờ đã lời rồi mà cho tới 5 năm sau 3 năm sau 7 năm sau càng lời hơn nữa. Là lý do tại sao? Tại vì cái bồn của mình nó sẽ sạch mãi mãi và nó cứ lúc hết như vậy. Tại vì sản phẩm này nó không có ăn, không có dính liên hệ gì vô cái bồn. Làm xong rồi một cái đó là coi như là 20 second thôi là cái bồn đã sạch bon cho một người khách kế tiếp rồi. Không có phải ngồi đó mà chay. Như cái này là của New Skin có set up cho mình là anh set up? Dạ không. Công ty thì chỉ có những đưa người đồ tới dạ công ty thì mình cho order đồ trực tiếp là công ty delivery thẳng tới tiệm của mình luôn, shipping free. Anh rồi còn thợ thì sao anh? Thợ anh có thích hơn không hay là thợ rất là thích? Dạ thợ rất là thích. Có anh nói nhiều khi có nhiều người tại sao thợ thích, anh có thể giải thích không? Cái này là benefit cho khách ha, và benefit cho thợ. Ví dụ bây giờ mình làm trong cái bồn ngâm chân đó mà mình làm sản phẩm chemical từ xưa giờ thì mình không nghĩ nó là cái vấn đề, nhưng khi mà mình so sánh được cái natural với cái đó rồi á thì cái sản phẩm cũ mà mình làm á là cái vấn đề rất là nặng. Là lý do tại sao những cái thuốc mà mình ngâm chân vô trong cái bồn, tại một người thợ mà trực tiếp làm pedicure từ sáng cho tới tối là người ta chỉ trực tiếp ở cái bồn pedicure thôi, thì khi mà người ta cho cái thuốc ngâm chân đó vô mà xả cái nước lên á thì nước nóng á là cái hơi của cái viên thuốc đó là cái người thợ là người ảnh hưởng mà hít hết. Khách người ta ngồi cho người ta hít ít nhưng mà người thợ đó là hít rất là nhiều. Thì khi mình chỉ nói một cái đơn giản là một cái này thôi là người thợ là người ta đã không từ chối được rồi. Biết ngày xưa hít cái đó vô là độc, bây giờ hít cái này vô là khỏe. Tại vì cái này nó cái công hiệu của nó là nó detox cơ thể của mình, nó giúp cho cơ thể của mình coi như là relax. Thì bây giờ chị nghĩ cái đơn giản thôi, nếu mà mình là một người đi làm chỉ có hai cái đó thôi, mình ngồi mình hít một cái gút một cái bát thì tôi đã chọn cái này rồi. Herbal anh đây. Anh đây cho em hỏi câu hỏi nè, nếu mà có nhiều người họ nói đi sản phẩm New Skin nó tốt thật nhưng mà khi mà mang vào tiệm á thờ họ đông quá họ làm hao thì họ không biết bảo vệ sản phẩm cho mình, thì theo anh thì như thế nào? Theo Hùng đó thì cái vấn đề mà mình đổi từ một cái sản phẩm này qua một cái sản phẩm kia thì nó phải cần có một cái khoảng thời gian. Cho nên mình chỉ khuyên những người anh chị chủ tiệm nail là mình đừng nên giống như là mình mà ông bà mình nói đó là muốn bắt con tôm thì phải bỏ con cá. Bây giờ mình dời từ ngày xưa tới giờ thợ mình làm là cái gì cũng đóng thôi. Đó, thì bây giờ đó là
qua cái sản phẩm này dĩ nhiên mình cần một cái thời gian. Thứ nhất là mình phải training. Thứ hai nữa là công ty đã ra những cái lọ như vậy ha, là mình đều có cái pump. Thì khi mà mình được training rồi á, mỗi một thứ là mình chỉ pump một cái. Như vậy thôi là đã đủ một cái chân rồi. Tại vì dạ, sản phẩm này á là sản phẩm của công ty mình đó là water bay, cho nên á là không cần lấy nhiều, mình chỉ cần nói với mấy cô thợ đó, nếu mà thật sự ra nếu mà ai mà tham á mà lấy hai pump á là cực cho mình thôi. Tại vì nhưng mà bọt nó ra nhiều quá thì mình cực. Nhưng mà cho anh biết là cái này nó tan trong nước rồi không? Cái này tan trong nước luôn, bởi vì nó không có ngẹt bồn gì. Mình bỏ nhiều thì dọn dẹp trong thời gian cực cho mình. Mình bỏ nhiều thì bây giờ cái người chủ, thí dụ người chủ nghĩ tới là mình sẽ bị lỗ đi ha. Nhưng mà cái người thợ người ta đâu có dạy, mà người ta đi làm để người chủ lỗ để người ta cực. Tại vì khi mà người ta đã được training rồi, tại vì cái nào cũng một pump, cái nào cũng một pump là đủ rồi. Đâu có mắc mới gì ngồi đó pump chi thêm hai ba pump. Cho nên là người đi làm người ta vẫn ý thức được thôi. Chỉ có những mình nói thì nó hơi bị đồng cảm chút xíu. Có nhiều khi có những chủ tiệm giống như là cứ nghĩ rằng ok, đồ tôi mua mắc tiền đó, làm phải thế này thế nọ. Tôi cũng tùy theo những cái lời nói của mình thì mình run cái thợ của mình trong tiệm thôi. Nếu mà mình respect người ta, những cái gì mình training xong rồi mình cứ giữ như vậy thì thật, tiệm Hùng thì không có bị trouble gì về vấn đề này. Dạ, cảm ơn anh Hùng. Được, cho em hỏi thêm câu nữa được không? Dạ được. Đây, tại vì em thấy nhiều tiệm nail họ nói nếu mà họ đưa cái gót chân vô, cái chân khách họ láng quá rồi, họ không muốn đến tiệm mình, thì theo anh, kinh nghiệm của anh thì như thế nào? Hồi nãy mình mới giải thích cho cô rồi đó. Cô rồi hả? Thật sự nếu mà người ta mua cái đồ này về mà chân người ta láng, yeah, người ta càng đến tiệm mình lẹ nữa. Yeah. Tại vì khi mà cái chân người ta đẹp rồi á, người ta càng muốn take care nó nữa. Bây giờ mấy chị là phụ nữ, mấy chị nghĩ sao khi mấy chị dùng một cái sản phẩm, mấy chị facial mấy chị thấy đẹp, mấy chị có phải cứ tiếp tục làm không? Dạ đúng rồi anh. Ngưng thì hết đẹp rồi. Theo kinh nghiệm tôi làm á thì họ vẫn đến, nhưng mà thời gian họ đến thay vì 3 tuần hay là 4 tuần phải không, nhưng mà lại 6 tuần mà họ kéo dài ra một tí, hoặc là khi 2 tháng lại khá ok vậy. Thì như thế thì họ kéo dài ok như vậy thì bây giờ để cháu đi mua cái chỗ trống đó cho cô ha. Ví dụ bây giờ mà cái người thợ của ngày xưa thì cô có 20 cái pedicure, người ta đến mỗi 3 tuần. Thì bây giờ vì cái sản phẩm này nó quá tốt, cái người đó người ta không cần đến 3 tuần nữa, người ta sẽ đi ra người ta nói với bạn bè, với bà con họ hàng của người ta: tôi đến cái tiệm này tôi làm pedicure lát tôi tới 5-6 tuần. Thì có phải là từ 20 người lan quay một vòng cho mọi người xem cái tiệm là rất là đẹp. Và ngày xưa cái tiệm này á, chỉ có 3 thợ thôi và rất là ế. Mà bây giờ đó, sau khi bỏ cái sản phẩm này vô á, là bây giờ tới 12 thợ làm overtime luôn, làm không xiết luôn.